Trước tiên mình xin kể về một chàng trai mình nghĩ là mình ghét nhất trong cái lớp này. Sĩ Triều, Sĩ Triều, Sĩ Triều, Sĩ Triều và mãi mãi là Sĩ Triều mà thôi. Để nói về Sĩ Triều thì chỉ có vài tính từ như là vô cùng ham học, tinh thần cầu tiến cực kỳ cao. Nhớ mãi cái câu chuyện mà mấy đứa có muốn nghe nhạc không? Để thì mở cho mà nghe. Nghe nói là không thầy khỏi đây, ồn lắm này. Nghe tiếng gì chưa? Trái tim vụn vỡ đó. Biết là tốt nghiệp nó quan trọng á, nhưng mà môn này cũng quan trọng chả kém mà nha. Ai mà có ngờ đây là cái môn học quan trọng nhất trong suốt 4 năm đại học của em. Kỳ vọng tạo điều kiện, ưu ái cho đã vô, cuối cùng mới ra nhận cái bài kìa. Gớm ối, đây còn bị trừ 0.5. Bó tay luôn á Lê Thư ơi là Lê Thư. Cái bài gì đâu mà nó chua. Bài của em thiếu một dĩa mắm đường nữa thôi á. Trời ai biết cái này đầu vô là 8.5 đâu trời. Nó là những cái câu viral nhất dành cho một cái chàng trai mà mình nghĩ là một chữ nhiều nhất trong cái lớp này luôn. Nhưng mà vì em xứng đáng. Không ai khác đó chính là Thanh Phát. Không biết em có nhận ra mình trong cái clip này không? Thì diễn nguyên bản của em á, nó khác hẳn với tên avatar của em. Hey, cuối cùng thì chúng ta kết thúc môn học này rồi. Không biết các bạn thấy như thế nào chứ trong lòng thầy thì cảm thấy vui gần chết. Chứ lớp gì đâu mà thông minh sáng dạ quá à, ai chịu cho nổi. Câu đó thì sẽ là một giảng viên khác nói à. Chứ thầy thì thầy vui thiệt. Biết làm sao vui không? Vì gặp được mấy đứa vô cùng dễ thương nè. Đáng yêu thật sự đó.